MC vị tranh mới sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Mai luôn quá. Mai luôn quá. Ít chỉ bảy. Mai luôn quá. Mặt luôn đích. Ủa, Trần Phương đại hiệp đây à? Tóc gì đây? Đòi 5 triệu chưa? Đòi 5 triệu chưa? Chưa, nhưng mà đang cảm động vì bài thi của anh Yuno. Thật là từ lúc vào chương trình giờ mình rất là ít lúc có cái cảm xúc xúc động như này. Nhưng mà thực sự bây giờ chỉ muốn đợi anh Yuno để ôm anh Yuno lại. Mày mày. Đây là anh ba. Anh ba là anh ba gà. Đây là anh Bình, anh ba là Mai luôn quá. Mai luôn quá. Mặt Mai luôn. Ít chỉ bảy. Mai luôn quá. Mặt luôn đích. Big Bang. Hey, love. Receive. Click bảng. Hey. Thế là nghĩ là tại coi nhiều quá, nên là mình nghĩ thanh thoáng tới. Đây, 3 lít có. Chờ chút. Ôi trời ơi. Nó luôn. Đó, kiểu vậy đó. Đó rồi, đó. Anh Bầu cũng chưa biết cái văn hóa này. Cái này cũng nhập mà hả? Crazy man. Nhưng mà anh thích cái nào hơn anh Bầu? Cái này hay là cái đầu kia? Mỗi cái kiểu cái này là nó... Cái này là tí là để là có tiết mục tí mọi người hãy xem ở trên chương trình. Có tiết mục cực kỳ đặc biệt đấy, để lên làm cả hai. Tí là anh sẽ làm thợ cắt tóc cho Minh Trì trên sân khấu. Có giống Nhật lắm rồi đó. Ok, xong đi. Còn tên. Đấy, xong rồi cho chị cái chùm đó đi. Ê, có gắn cái tóc giả để tí cắt không? Không. Nope. Thôi, khỏi cắt lên nữa. Thiệt đi anh. Biết sao, anh nói nghe. Anh dùng cho anh. Ok. Có. Tiếng cắt cho anh dùng xong là hết. Không, anh vào anh đang ở bộ. Bộ. Dạy ông cháu ơi. Nhớ nhà, Thảo quên ra. Dạy. Ông này hay vậy lắm á, bữa đi ở sổ kêu Tháo để chấm lượt xong để không biết sao đâu. Thôi. Tập nha, Đi. Chạy trong chỗ. Rồi, Tháo ra là đứng rồi. Lúc em phải. Là Disney House. Chào các bạn.
Đây lỡ đang mắc kẹt xuống trời. Tình cười đây rồi. Mời chị, mời chị. Anh à? Bây giờ làm gì? Vậy anh giữ luôn đi nhá. Anh giữ đi, tiết mục sau xin chào tất cả các bạn, mình là Dũng Không Cay và đây là bộ đồ vòng bao của mình. Trông rất thiếu nhi đúng không các bạn? Đây là anh Alphabet. Đây là một trong những diễn viên của tiểu phẩm. Của em 5 triệu nhá. 5 triệu nhá các bạn, đòi 5 triệu của tôi. Ghi sổ. Các bạn cứ comment vào post của nó bảo là 5 triệu của anh Ryan đây. Ôi sổ một spam, spam, vô kiểu. Một dáng nữa, một dáng nữa. Một dáng nữa. Nhìn máy nè, nhìn máy nè, tương tác với máy nè. Dạ, ok anh, cái gì em chưa biết nữa, tại em mấy anh em em thì nếu mà cũng bên anh Thái đó mà, nó hợp thôi, nó hợp. Dạ, em có nghe em một bước, một bước sau đó. À, ok, ok. Dạ, 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 còn nếu mà không có gì anh thì chương cũng lợi hại đó. Sao nó hết câu đi? À, không thực sự là mình khi mà mình đến với cái bản này mình không nghĩ là nó sẽ có nhiều cảm xúc tới như vậy. Tới bây giờ mình còn đó. Mình xúc động ở tiết mục nào nhé? Ý là từ lúc Juno bước ra xong rồi nó lúc mà Juno ở trên đó mình nhìn thấy cái xong rồi thì ý là nhìn cái buổi biểu diễn của Juno rồi xong rồi nhìn thấy Juno khóc xong rồi thì những cái ký ức những cái kỷ niệm những cái cuộc nói chuyện bắt đầu và nhìn thấy anh ta cũng khóc thật sự khóc. Cái cảm xúc nó khác cái gì tới khi mà công hiếu lên rồi thì mình ở đây mình công hiếu một buổi diễn gọi là hết mình cả giọng luôn, nói chung là mọi thứ nó xảy ra một cách rất là nhưng mà giờ mình sắp phải đối diện một cảm xúc lớn hơn nè. Cảm xúc là mình sẽ những cái người trong team mình bây giờ số lượng nó sẽ càng ngày càng ít đi. Mình sẽ đối diện cảm xúc đó. Với các bạn trình diễn vừa rồi thì mình cũng hiểu đã vung hết sức của mình rồi và tất cả luôn tất cả mọi người đã làm rất là tốt vai trò của mình trong show. Mình nghĩ là cái kết quả như thế nào thì cũng sẽ hài lòng thôi. Đòi 5 triệu chưa? Đòi 5 triệu chưa? Chưa, nhưng mà đang cặp đó vì bài thi của anh Juno. Thật ra từ lúc vào chương trình giờ mình rất là ít lúc có cái cảm xúc xúc động như này. Nhưng mà thực sự bây giờ chỉ muốn đợi anh Juno để ôm anh Juno một cái. Từ lúc là có biết nó ra cái hướng gì. Cho nên cái chuyện mà mình nghĩ có một cái màn trình diễn cực kỳ xúc động. Đợt này quá, đợt quá, quá nhiều người đồng hành cùng anh, hiểu không? Quá nhiều người đồng hành cùng anh. Yeah. Em làm được không? Không, không, mọi người cũng sẽ làm được thôi. Anh cho bọn em biết thế nào là rap Việt đấy ạ. Mà câu chuyện tiền có phải là xuất phát từ công ty của mình, xuất phát từ những hành động giá trị mà không mà mình sẽ viết cái câu nói của em và anh câu chuyện tiền. Chị
chơi không? Nghe thấy. Ok, chơi đi thôi. Chị quan chú. Big boy! Oh, yeah. Let's get it, bro. Hello, bro. Xem ngay mỗi tối những chương trình được yêu thích nhất. 20 giờ thứ hai Bà Tư Hoa Vương, 21 giờ thứ sáu Ca Sĩ Mặt Nạ The Mask Singer Việt Nam mùa 2, 20 giờ thứ bảy Rap Việt mùa 3.